cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số thoại 0988628901. Số thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc mọi người. Nên bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hàng tay cụt mini cầm một tay dành cho anh em sử dụng cắt gia đình, làm nhà vườn, leo trèo, nhong nhánh tiểu cành. Rất là nhỏ nhẹ ha, nặng 3,2 kg. Có tất cả các chức năng như có bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động và có thắng xích. Đó là không có thiếu chức năng nào ha. Lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài 35 cm, xích chung 91 nha mọi người. Đó, lam xích còn khá đẹp. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam một ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13. Đó, tình trạng máy của em này là Nhật quên xài nha mọi người. Anh em mua hàng sẽ được tặng kèm 3 món tip ở buji và một cây rũa, và được bảo hành bao lột nòng 12 tháng nhé, để anh em yên tâm sử dụng ha. Lốc trước máy đây, nước sơn khá mới ha. Đó, thì đằng trước này được hai thiết kế hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp màu cam này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, còn nắp màu đen này là bình chứa nguyên liệu nhớt thả để nuôi lam xích nha mọi người. Anh em để ý cứu hiệu, ký hiệu đây ha, chú ý mất công đổ lộn nha. Đó, khá là đẹp, rất là mới. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha. Rất là nhỏ nhẹ, 3,2 kg, tổng trọng lượng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích Echo tay cụt mini này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé.